Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn một giải pháp in phiếu lương bảo mật từ phần mềm. Tại phần mềm in phiếu lương, chúng ta chỉ cần nhấn nút in một cái các bạn. Hoặc là trên bàn phím, chúng ta nhấn F12. Thì nếu như công ty của bạn có 1.000 nhân viên thì nó sẽ in ra 1.000 phiếu các bạn, rất là nhanh. Chứ chúng ta không cần phải ngồi in từng nhân viên một các bạn, nó sẽ rất là tốn thời gian. Nội dung in thì các bạn thấy không ạ, nó sẽ in bộ phận mã số và họ tên. Còn cái thông tin lương như số tiền lương này, rồi rất là nhiều thông tin, nó sẽ nằm ở trong cái tờ giấy đen đó các bạn ạ. Thì khi nhân viên nhận cái tờ phiếu lương thì họ sẽ xé cái tờ giấy đen bên ngoài ra, thì họ sẽ thấy cái thông tin lương đó. Như vậy thì mới gọi là cái phiếu lương bảo mật. Nó có hai cái vấn đề các bạn: chuẩn bị gì để ứng dụng in phiếu lương bảo mật. Vấn đề thứ hai là mình sẽ trình bày là kinh nghiệm sử dụng máy in kim khi in phiếu lương. Rồi cái vấn đề thứ nhất là các việc cần chuẩn bị. Mình thiết kế một cái mẫu phiếu lương, thì cái mẫu này chúng ta có thể đặt ở những công ty in các bạn. Đây là liên thứ nhất các bạn. Liên thứ nhất nó sẽ có một cái tờ giấy đen che lại những cái thông tin tiền lương của người nhân viên đó. Thì phía trên các bạn thấy không, logo tên công ty họ sẽ thiết kế cho bạn. Còn đây là liên thứ hai. Liên thứ hai là liên khi mà nhân viên họ xé cái tờ đen đó ra thì họ sẽ thấy được cái thông tin mà trên máy in kim nó đã in ra trên phiếu lương các bạn. Cái vấn đề thứ hai đó là máy in kim, tên của nó là Epson LW310. Đây là hình ảnh của máy in kim Epson LW310. Các bạn có thể đặt mua ở những siêu thị máy tính gần nhất để việc bảo hành bảo trì tiện lợi. Vấn đề thứ ba là phần mềm in phiếu lương. Các bạn có thể truy cập vô website phần mềm in hóa đơn.com để tải về. Đây các bạn, sau đó các bạn kéo xuống này, đó tích vào đây. Rồi các bạn hãy kéo xuống dưới cùng cho mình. Đó, tìm mục đăng ký ngay. Rồi các bạn hãy nhập tên, số điện thoại, email để mình hỗ trợ, và đồng thời nó gửi cái liên kết tải phần mềm qua email. Sau đó các bạn vui lòng chat email này. Nếu không nhận được email, các bạn hãy liên hệ cái số Zalo đó cho mình nghe. Rồi bây giờ mình sẽ vô chat mail. Rồi các bạn tích vào đây để tải về các bạn. Rồi nó tải về ở đây nghe. Rồi các bạn chỉ việc là kích chuột phải và giải nén ra thôi. Rồi đây các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đưa cái biểu tượng này đi ra ngoài desktop để mỗi lần mở cho nó nhanh. Rồi các bạn chú ý, các bạn đổi tên lại cho mình nghe để cho dễ tìm. Mình đặt tên là in phiếu lương. Sau đó mình sẽ kích chuột phải này, mình chọn cái đây, administrator. Chạy lên. Rồi các bạn hãy nhập email vô, sau đó click để lấy mã sử dụng. Rồi các bạn vui làm đợi tí, sau đó các bạn quay lại email. Các bạn hãy copy cái mã số đỏ đỏ đó vô cái chỗ mã sử dụng. Rồi mình kích chuột phải mình copy nghe. Đây các bạn tích vô. Đó. Thế là xong, kiểm tra sử dụng, ok. Rồi nó đã chạy phần mềm đây các bạn. Là các cách sử dụng phần mềm thì rất là dễ các bạn. Để in được các bạn chọn tất cả này, sau đó các bạn nhấn nút in một cái các bạn. Đó thì máy in nó tự động nó in thôi. Rất là đơn giản luôn. Thì khi các bạn nhấn nút in một cái thì các bạn có thể đi uống cà phê hoặc là đi đâu đó, sau đó mình quanh lại lấy. Cái vấn đề thứ hai, kinh nghiệm sử dụng máy in kim khi in từ phần mềm in phiếu lương bảo mật. Nếu chúng ta biết những cái kinh nghiệm này thì khi dùng máy in kim nó rất là dễ các bạn và ít đỡ sai sót khi in phiếu lương. Nó có bốn cái nguyên tắc như sau các bạn. Cái nguyên tắc thứ nhất là in từ đầu tiên phải cho giấy về vị trí gốc của máy in. Đó, mình đã nhấn mạnh cái từ vị trí gốc của máy in là gì. Nếu chúng ta nhìn từ trên xuống dưới các bạn, chúng ta sẽ thấy cái phần đầu của giấy các bạn thấy không ạ? Nó sẽ ngang với cái thanh dọc. Đây là phần mép trên của hóa đơn các bạn này. Đó, các bạn thấy nó có một khoảng cách nhỏ không? Như vậy gọi là vị trí gốc. Nguyên tắc thứ hai là khi đang in máy in bị lỗi các bạn. Muốn in lại thì phải đưa về vị trí gốc. Đây các bạn, các bạn thấy tờ giấy đã bị trồi lên một đoạn đúng không? Chúng ta nhấn một cái nút đó. Đó, nó trồi về vị trí gốc. Đó các bạn thấy chưa? Đó, nó bị hở ra một đoạn các bạn thấy không? Đó. Nguyên tắc thứ ba, khi đang in bị lỗi, bị ngạt giấy hay là bị rách giấy, chúng ta nhấn nút dừng và nhanh chóng tắt máy in để xóa lệnh. Nguyên tắc thứ bốn, khi in xong nhiều phiếu muốn xé ra phải cho giấy trồi lên một đoạn các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn này. Đó các bạn trồi lên này. Đó lúc này nút trồi lên đây. Đó tí chỗ trồi lên không? Đó sau đó chúng ta xé rồi thôi. Đó. Chúng ta gấp giấy lại và xé ra rất là dễ. Sau khi xé giấy xong thì chúng ta phải cho nó về vị trí gốc. Đây là phần giấy ban đầu này, nó ngang với cái thanh ngang các bạn thấy không? Rồi sau đó chúng ta có thể in tiếp. Tóm lại nó có bốn cái nguyên tắc các bạn. In từ đầu tiên phải cho giấy về vị trí gốc của mình. Nguyên tắc thứ hai, khi đang in mà lỗi, muốn in lại thì phải đưa về vị trí gốc. Nguyên tắc thứ ba, khi đang in bị lỗi, bị ngạt giấy hay rách giấy thì chúng ta phải nhanh chóng nhấn nút dừng
và tắt máy in để xóa lệnh in. Nguyên tắc thứ tư, khi in xong nhiều phiếu, muốn xóa giấy ra thì phải cho giấy trồi lên một đoạn. Nếu các bạn cần hỏi, có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.